Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí, Kiểm định Chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi, thể theo nguyện vọng của đông đảo giáo viên, học sinh, Bộ Giáo dục Đào tạo giới thiệu các đề thi minh họa kèm theo đáp án trên trang thông tin điện tử của Bộ. Để giáo viên và học sinh tham khảo, các đề thi minh họa sẽ không được sử dụng làm đề thi chính thức của kỳ thi, nhưng qua các đề thi này, học sinh sẽ hình dung được mức độ yêu cầu của đề thi chính thức để ôn tập đúng hướng. Theo ông Trinh, nội dung thi nằm trong chương trình trung học phổ thông, chủ yếu là chương trình lớp 12. Đề thi đặt ra yêu cầu ở hai mức độ cơ bản và nâng cao. Tương tự đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2014. Trong đó, tỷ lệ điểm dành cho mức độ cơ bản chiếm khoảng 60% tổng số điểm và cho mức độ nâng cao chiếm khoảng 40% tổng số điểm để đảm bảo phân loại được trình độ của thí sinh.